tâm sự chứ, năm rồi doanh thu như vậy, tổng doanh thu á, nói cho anh em nghe chơi mấy trăm, tổng doanh thu á mấy trăm, tiền dứt mực á. Không nói rồi, nói đi. Không nói rồi, nói là nói mình nổ sao chứ có làm mới biết. Thôi nói dẫn chơi, nói thiệt đi, nói 700 đúng không? 700 mấy cỡ 5-600 như vậy. Ừ. Không mà nghe nói 700 mấy phải không? Doanh thu năm rồi. Thiệt không? Ừ. Trời ơi đừng có giấu nữa. Cảm ơn anh nha. Chúc anh mau lấy vô. Anh Được ơi, em thấy cái chiếc dưới đây á là đang chuẩn bị bàn giao nè. Mà về phần kích thước á, anh có thể cho khán giả biết được không? Này 6m6 à. 6m6, yeah, bề 2m. Dài, ngang 2m. Ngang 2m. Chiều cao? Cao 1m1. Cao 1m1 ha. Ủa đây em thấy cơ mà xích không à? Không có thấy inox gì hết trơn vậy? Thì anh chủ cần càng cơ xích để che sóng. Dạ. Thì nói chung ở đây là em nghe anh á nói là có mấy chiếc rồi chạy từ Vũng Tàu về. Thì gắng cố gắng quay, nếu mà quay không được thì anh quay, anh gửi clip cho em nha, em ghép vô. Rồi, dạ. Chế khách chống ghế lò xo luôn hả? Chế ha. Lò xo này xe nè. Cục xe. Ồ, lò xo này của xe này rồi, chế lại ngồi nè. Lên ngồi thử đi. Sống rồi cũng ngồi. Ồ hay ha. Giữ. Hay chưa? Chế. Này chưa tải khoảng có 150 ký. Chưa tải có 150 ký ha. Mấy phần này là mình làm thêm cho khách phải không anh? Cái này là hầm trước, hầm sau, hầm vừa. Cái này làm thêm, tính tiền thêm nè. Này là đi trên đây là không có trơn ha. Nè mấy cái hộp này nè. Làm nhám. Ờ, ở đây lót thêm nữa hả? Đây mình lót sàn hả? Sàn khách. Sàn liền từ trước. Chỗ này là để thùng thái ha. Ờ. Để vệ sinh nó cũng sạch sẽ. Dạ. À, chỗ ngủ nè. Lót rồi chứ. Máy nè, dở máy cho khán giả coi đi anh. Quá dày. Ê, cái bồn này xài hai bên luôn hả? Hai bên. Ờ. Còn sách thủ đức. Hai bên 120 để cho đồng luôn nè. Máy này là máy thủy nè. Chạy thì ghét luôn hả? Chạy thì ghét. Máy này 4GH hả? 4GH. Ồ, 3400 vòng trong phút. Vậy là máy này có 46 ngựa đúng không? Nhớ gì nè. Lắc của nó cũ quá. Máy này sơn lại rồi nè. Máy thủy. Rồi cái lắp nó chạy nhiêu anh? À, lắp 60. Lắp 60 ly ha. Wow, lắp bự chứ. Lắp bao nhiêu phần một lái? Một lắp 60. Một lắp 60. Một lắp 30. Ừ. À, đây là chế nước là ga bắn ga bô luôn. Rồi xài này là lấy gió nè đúng không? Quay. Rồi được rồi anh. Chạy lại đi. Rồi, chờ tới luôn. Vậy là phần chân vịt của nó là như ta? Đang chờ chân vịt về. Đang chờ ha. Dạ. Phần hoàn thiện chỉ chờ chân vịt về là mình test giờ là. Dạ. Chiếc này thì theo em nghĩ nó chạy cũng không có nhanh gì lắm đâu. Tại vì máy nó nhỏ ngựa đúng không? Đúng. Này chạy khoảng cỡ khoảng 18 lít. Dạ. Thì đang chờ chân vịt đó. Có gì quay đó anh ơi. Khi nào chiếc này chạy á, anh quay lại giùm em nha. Nếu mà em không có ở đây á. Rồi, ok. Quay lại giùm em để em ghép vô cho khán giả coi hình dáng này nọ đó. Giờ tôi đổi qua cano nhiều lắm. Thì hôm nay nghe nói là cái chiếc này có đổi máy, đặt cái máy thủy mà chạy không được tốc độ cao, cho nên anh chủ đổi máy mới nữa. Bây giờ mời quý vị vô chi tiết xem coi như thế nào. Kết hợp với anh được một thời gian cũng khá là dài, ngày hôm nay thì nó cũng có kết quả. Cái máy này chuẩn bị cho chiếc cano tiếp theo nè. Chiếc này mấy ngày trước là mình quay cái máy kia mà chạy không có đạt. Bây giờ anh chủ thì ảnh đặt cái máy khác nữa. Để xem nha. Anh Nguyện thì giờ đóng đô đi luôn rồi.
Anh Nguyễn, máy này Isuzu máy gì anh Nguyễn? 95 ha. Cái tầm 95 đó. Cũng trăm ngoài ngựa ha. Cũng giống cái đợt trước phải không? Đó, được rồi, được rồi, được rồi. Đi nguyên 3 game nó dễ. Cái trước trước anh đặt chạy nhiêu lý ta? Em không có đo nữa. Cũng cỡ 26-27 lý. 26-27 ha. Anh này thì chuẩn bị làm chiếc mới nữa. Là anh mua chung với cái máy này luôn á anh? Nãy em nghe anh kể á. Dạ. Máy này anh mua cái nhiêu anh? 25 ha. Dạ. Chạy đầy ghép. Về rồi chế biến gì thêm nữa. Nó cái bơm thái 75. Rồi bình nước ngọt, co các kiểu. Tính ra cũng ra ba mấy triệu á. Ha. Ba mấy triệu á. Không chuyện đơn giản đâu. Giờ đổi chân vịt mới luôn. Bự hơn. Chân vịt này nhiêu vậy anh Nguyễn? Ba tấc mấy? Lấy dừa cho mình chạy thôi chứ nó mình ba tấc mấy. Tầm ba tấc mấy. Cỡ ba tấc hai. Thì nó vô buông nó chạy thôi chứ nó lắp 30 ly. Cái lắp 30 ly. Tiếp tầm mua thì từ khúc này nè, ở trong này nè, trong lường này nè, ra đây là cỡ 1m2, tới dân dịch luôn là phủ bì đó. Cái phần cánh đó là nó sẽ ở lường chút xíu nha. Mình lấy thước đo á, mình cặp vô cái lường á, mình cân ra đây nè, à, nó sẽ hở chút xíu gì nè, mới được. Bình nước ngọt này nè, như co đót các kiểu á, tính ra là 4 triệu mấy đó. Cục bô luôn. Này là giải nhiệt bô lửa luôn à, giải nhiệt bô lửa dùng nước á.
thủy nha. Bả Lan kéo khỏe. Chút xíu nè, gán xíu là ra được rồi. Còn đụng cái mũi đây nè. Hiện giờ á, anh chủ chưa có lên. Anh này thì bạn của anh chủ, anh cũng gắp một chiếc á, nhưng mà chưa có đem lên để mà bắt máy vô. Giờ chạy thử luôn, nhờ anh chạy từ siêu đứng trên bờ quay chút xíu nữa xuống đòi lý nha. Chạy rồi ghét á. Tốc độ nha quý vị. Chạy dữ lắm nha. Chạy dữ lắm nha. Quá chạy rồi, quá chạy rồi, trời trời. Quá. Sao thấy tốc độ nó còn hơn mấy chiếc trước nữa ta. Anh được im không, im không đạt ha. Lên quất hết ga đi, hết ga. Tới rồi, tới thiệt rồi. Rồi chạy rồi. Rồi bây giờ dầm lại đây từ siêu đo 2 lý nha. Để xem coi tốc độ nó bao nhiêu. Ghê quá. Xin nhắc lại, chiếc này bề ngang nó 2 mét á. Được không? Bị gì rồi? Đo lý rồi. Đo lý nha. Rồi ok. Để mình lên đo lý. Rồi lên được rồi. Mừng quá. Bước đi anh ơi. Chút nữa đo nha. Từ từ nha. Chào xíu nha. Quá ghê, quá ghê. Từ từ nha anh. Lên. Lên. Quay lại đo 2 lý nha.
41 km/h. Chạy tới 28 lý luôn là tại vì á cái trục bô này nè là để như vậy nó không hút gió được nha quý vị, phải để mở hết vậy đó. Hồi nãy mình đo có 22 lý là thiếu, bởi vì lên 28 lý luôn á, thiệt. Nói chung là đây là rút kinh nghiệm nha, cái trục bô lợi hại lắm nha, à, nếu mà mở hết á gió nó hút vô á là chạy tốc độ, rút kinh nghiệm nha. Chiếc sau của anh là phải ok đó. Ê, nắm vô, nắm vô, cuộc chưa? Để có gì? Rồi đi xuống đây đi với tôi đi chạy. Mày ớn quá. Chút nữa thử lại nha. Chờ xem nữa. Chạy đâu? Anh chủ tới rồi đó. Ốc được bao sao? Tốt nhất là để đi, để test rồi. Anh mới đi họp về nha quý vị. Rồi chút nữa chạy hết tốc độ nha anh. Em đứng trên đây em quay để coi 28 lý nó chạy cái dáng như thế nào. Để nữa không sai tôi đi mua. Bây giờ anh chủ thử nha. Tới quý vị ơi, tới rồi. Hồi nãy mình đo 28 lý á, mà chỉnh lại giờ không biết nhiêu nữa. Chạy kìa. Wow. Trời ơi. Ghê vậy. Quá chạy thiệt chứ. Hơn nãy giờ là mình nghĩ là hơn 28 lý có á. Tới thiệt, chạy ghê thiệt, quá dữ. Ghê quá. Hết bình luôn rồi. Thua. Nói chung là chưa có bình mới. Này là bình cũ, chiếc vỏ của ảnh đem qua đó. Bình mới thì khỏi nói rồi. Giờ nó trôi luôn rồi. Cứu hộ. Anh này giờ chạy vỏ đuôi tôm ra. Cứu hộ vô. Lôi nó vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khi mà mình ở trên cano á thì mình đo 28 lý, mà mình đứng bên ngoài mình quay vô á, trời ơi, nó chạy ghê quá, nhìn tốc độ sợ thiệt. Tại vì tốc độ dưới nước á nó ghê gớm lắm, trên bờ thì nó đơn giản à. Cano nghề súc mực lợi nhuận cao, nếu mà giỏi mới được nha, phải giỏi mới được. Giờ kè vô. Chưa có gành. Giờ cái cách khác nữa. 100 mấy chục triệu nha quý vị. Chiếc này nếu mà chúng ta không muốn ngồi trên đó thì có thể thiết kế ngồi phía dưới. Ở đây làm bạc tre này nọ các kiểu cũng được luôn. Tại cái nghề súc mực này là phải thiết kế ngồi trên đó đó, để mình dòm phía trước á, mình thấy con mực nó dưới biển. Thiệt chứ. Ở đây là cái bến phía sau xưởng của anh Được nữa, tại hai mặt sông lận. Hồi nãy là gần 28 lý đó, nếu mà nãy chạy á gần 28 lý á, hồi nãy tự nhiên thấy 28 lý luôn mà giờ còn 27 lý mấy đó, thấy được chưa? Tính ra là mình cũng được đó anh Nguyễn, 27 lý mấy được rồi, cho nên chung là 28 lý đi gì được rồi. Nó đỡ hơn cái máy bữa hổm được rồi. Hổm có 14 lý. Cái máy thủy á. Ừ. Thôi giờ thành công nha quý vị. Đó. Đó, cái đoạn đó. Đúng vậy. Vậy là mình hài lòng hả anh chủ? Ok ha. Tạm ổn, tạm ổn. Ừ, ok. Nói chung là vậy là được rồi đó. Tại cái xác của anh á nặng hơn xác người ta nữa. Xác nặng hơn người ta 200 kg. Ừ, tại anh lắp keo có vàng luôn á. Vàng vàng. Ừ. Hai lớp. Vậy ha. Quá dày. Hai lớp bố chạy 6 lớp sợi. Ừ. Ơi nó nghe là tâm sự chứ, năm rồi doanh thu nhiêu vậy, tổng doanh thu á, nói cho anh em nghe chơi mấy trăm tổng doanh thu á, mấy trăm tiền dứt mực á. Thôi không nói rồi, nói đi. Thôi không nói rồi, nói mình nổ sao. Ừ. Chứ có làm mới biết. Thôi nói vẫn chơi, nói thiệt. Ừ. Đi nói 700 đúng không, bảy nhỏ cỡ 500-600 như vậy. Ừ. Không là nghe nói 700 mấy phải không, doanh thu năm rồi thiệt không? Ừ. Trời ơi đừng có giấu nữa, cảm ơn anh nha. Chúc anh mau lấy vốn.